cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Giá vàng trong chiều ngày 8 tháng 10 ghi nhận mức tăng sốc lên tới 1 triệu đồng một lượng của vàng trong nước. Theo đó, vàng miếng SCC đang được các ngân hàng Agribank BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 85 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua, giá vàng ở hầu hết các thương hiệu được niêm yết ở mức là 83 triệu đồng một lượng. Như vậy, cả chiều mua và chiều bán giá vàng miếng SCC đều tăng một triệu đồng một lượng. Trái ngược với việc tăng sốc của vàng miếng, giá vàng nhẫn lại giao dịch ổn định khi không ghi nhận sự điều chỉnh về giá. Hiện tại, giá vàng nhẫn tại PNG Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng ngưỡng triệu đồng một lượng mua vào, 83,6 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thế giới, đầu giờ chiều ngày 8 tháng 10, theo giờ Việt Nam, giá vàng niêm yết trên Kitco đang ở ngưỡng 2,642 đô la Mỹ một ao, tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã quyết định không bổ sung vàng vào dự trữ của mình vào tháng 9, kéo dài chuỗi không mua vàng tháng thứ 5 liên tiếp, theo dữ liệu chính thức được công bố hôm thứ Hai. PPOC đã mua vàng hàng tháng trong 18 tháng liên tiếp cho đến khi họ lần đầu ngừng mua vào tháng 5. Chuyên gia chiến lược hàng hóa Nestas của Western nói với Reuters rằng ông tin rằng Ngân hàng Trung ương muốn nắm giữ nhiều vàng hơn nhưng đang chờ một điểm vào hấp dẫn hơn. Theo một phân tích mới trên Kitco News, thị trường vàng gần đây đã bước vào giai đoạn củng cố, thể hiện xu hướng giảm nhẹ. Điều này diễn ra sau một đợt tăng giá ấn tượng, chứng kiến giá vàng tương lai tăng vọt khoảng 300 đô la Mỹ kể từ tháng 7, tăng từ mức dưới 2.400 đô la Mỹ một ao lên mức cao kỷ lục. Việc không có đợt điều chỉnh đáng kể nào trong giai đoạn này nhấn mạnh tâm lý tăng giá đang thịnh hành trên thị trường vàng sự gia tăng lịch sử của vàng lên nhiều mức cao kỷ lục phần lớn được thúc đẩy bởi các dấu hiệu lạm phát hại nhiệt dường như đang tiến tới mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Diễn biến này khiến cho những người tham gia thị trường trở nên lạc quan về thời điểm Fed có thể cắt giảm lãi suất. Khi lạm phát bắt đầu giảm, kỳ vọng về việc điều chỉnh lại chính sách tiền tệ của Fed tăng lên, trên thực tế đã đẩy giá vàng tăng vọt. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm 2024 và những năm tiếp theo một trong những nội dung đáng chú ý của công điện là thủ tướng yêu cầu bộ tài chính nghiên cứu xây dựng chính sách thuế phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách giảm thuế, gia hạn nộp thuế đã ban hành, đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng giao ngân hàng nhà nước chỉ đạo các tổ chức tiến dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng tiến dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới. Đồng thời ngân hàng nhà nước triển khai hiệu quả gói tiến dụng 140.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, chương trình tiến dụng ưu đãi đối với lĩnh vực lâm sản thủy sản. Công điện của Thủ tướng nêu rõ qua gần 40 năm đổi mới và phát triển, Việt Nam đã có các doanh nghiệp lớn có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Trong bối cảnh chính trị và kinh tế toàn cầu có nhiều thay đổi, xuất hiện xu hướng bảo hộ mới gắn với các yêu cầu kỹ thuật thương mại mới, Việt Nam cần có chính sách phát triển các doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt để tạo động lực mới cho nền kinh tế có phần nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong một số ngành lĩnh vực kinh tế trọng tâm quốc gia cũng như các ngành lĩnh vực mới nổi. Dự báo cuối năm 2024 và những năm tiếp theo, kinh tế Việt Nam còn nhiều thách thức, nỗ lực của doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục quyết liệt, kịp thời chỉ đạo điều hành với tinh thần, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm chủ thể, duy trì, đảm bảo sự đồng bộ giữa chủ trương với thực thi chính sách, nhằm củng cố niềm tin, cải thiện đời sống cho người dân, nâng cao năng lực của doanh nghiệp. Hiện Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 20 và mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính net zero vào năm 2050. Tại họp báo công bố số liệu kinh tế xã hội quý 3 vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 năm 2014 tăng 0,29% so với tháng trước. So với tháng 12 năm 2013, CPI tháng 9 tăng 2,18% so với cùng kỳ năm trước tăng 2,63%. CPI bình quân quý 3 năm 2024 tăng 3,48% so với quý 3 năm 2023. Tính chung 9 tháng năm nay, CPI tăng 3,88% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 2,69%, con số này thấp hơn khá nhiều so với mức tăng trung bình 4,04% của 8 tháng đầu năm nay. Tổng cục thống kê lý giải giá lương thực thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão và hoàn lưu bão. Một số địa phương thực hiện tăng học phí theo lộ trình giá thuê nhà ở tăng là những nguyên nhân chính làm tăng CPI trong mức tăng 0,29% của CPI tháng 9 năm 2014 so với tháng trước có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và hai nhóm hàng có chỉ số giá giảm. Cụ thể, nhóm giáo dục tháng 9 tăng 2,09%, trong đó giá dịch vụ giáo dục tăng 2,33% do một số địa phương điều chỉnh học phí áp dụng cho năm học 2014-2015. Bên cạnh đó, tháng 9 là thời điểm bắt đầu năm học mới nên nhu cầu đối với các mặt hàng đồ dùng học tập tăng. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,92% làm CPI chung tăng 0,31 điểm phần trăm, trong đó lương thực tăng 0,77%, thực phẩm tăng 1,06% tác động làm CPI tăng chung là 0,22% điểm. Ăn uống ngoài gia đình tăng 0,65%. Nhóm nhà ở điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,52% do giá thuê nhà tăng 0,42%, giá điện sinh hoạt tăng 0,37%, nước sinh hoạt tăng 0,16%, giá ga tăng 1,45%. Ở chiều ngược lại, giá dầu hỏa giảm 6,97% so với tháng trước. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,24%, trong đó, giá đồ trang sức tăng 1,65% theo giá vàng thế giới. Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,15% do chi phí nhân công và nhu cầu mua sắm khi vào năm học mới tăng. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,14% do chi phí nhân công và nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng đồ dùng trong gia đình tăng khi mưa lũ ngập lụt tại nhiều địa phương. Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng điện tử điện lạnh có giá giảm so với tháng trước do nhiều cửa hàng siêu thị tiếp tục áp dụng các chương trình kích cầu mua sắm. Nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,09%, trong đó giá máy điện thoại di động thông thường tăng 0,33%, giá sửa chữa điện thoại tăng 0,19%. Ngược lại, giá máy điện thoại di động thông minh và máy tính bảng giảm 0,74% do một số cửa hàng áp dụng chương trình khuyến mại kích cầu đối với mẫu mã cũ. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05% do thời tiết mưa bão. Giao mùa nên nhu cầu tiêu dùng, các loại thuốc về giảm đau, hạ sốt, đường hô hấp, vitamin và khoáng chất của người dân tăng. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,03% do nguyên liệu sản xuất đồ uống và chi phí nhân công tăng hai nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, trong đó nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,24% do nhu cầu du lịch không còn cao như những tháng cao điểm. Nhóm giao thông giảm 2,77% góp phần giảm CPI chung 0,27 điểm phần trăm, chủ yếu do giá dầu diesel giảm 8,41%, giá xăng trong nước giảm